cố lên anh, tụi em ủng hộ anh. Tự nhiên anh thấy rung quá. Tắt chế độ rung đi, anh giờ anh mở chế độ mạnh mẽ lên. Không được hả? Thôi vậy làm theo em nè. Hít sâu vào, thở từ từ ra. Hít sâu vô, thở từ từ. Hít sâu vô, thở từ từ ra. Được chưa? Anh thấy đỡ hơn rồi. Đó. Ừ, vậy bây giờ mình qua nhà Chậm luôn hả? Đâu được anh. Trời ơi, nhà chị Chậm có con của chị Chậm qua bển là hư bột hư đường hết. Ờ hả? Mình hẹn ở ngoài. Ừ, vậy để anh gọi Chậm. Khỏi. Mọi chuyện đã có em lo rồi. Bây giờ chỉ cần anh tới chỗ hẹn thôi, anh bất ngờ cầu hôn chị, bảo đảm chị ok liền. Ok liền hả? Dạ. Ừ. Đi. Hết rồi chào. Hết từ từ. Anh bé lên. Yeah. Yeah. Đi. Yeah. Mạnh rung quá mẹ ơi. Hít thở vào. Đi. Hít từ từ ra. Hít sâu vào. Thở từ từ ra. Em không đi hả? Tôi cũng rung theo ông luôn rồi. Tuấn tặng cho Chậm nè. Chậm nhận đi. Chậm. Chậm nhận lời lấy Tuấn nha. Chậm. Đuổi đi. Cái con nhỏ này. Chậm không thể. Có phải là tại Tuấn cầu hôn chưa có đủ chân thành không? Không, không phải vậy. Chứ là tại sao? Tuấn không hiểu. Chậm cũng không biết nói sao cho Tuấn hiểu. Chỉ là chậm không thể nhận lời được.